Em Trường Anh ô tô gửi lời chào toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay Trường Anh là giới thiệu thêm một mẫu xe nữa, đó là xe này chuyên để về đi hợp đồng đi du lịch, rất là thuận lợi cho anh chị ý tưởng là kinh doanh về cuộc sống nha. Em xin giới thiệu con Mercedes nè, con này là Mercenter nha, đây nè logo nè, máy là máy 311 anh chị nha, đồng sơn của nó nè. Xe này chính chủ luôn, công chứng ủy quyền cho anh chị một nút nhạc nha, biển số 93H 5875, xe này một đời chủ luôn. Bảng số là đeo bảng số 4 số, đây là form dáng của con Mercedes 16 chỗ đây. Đồng sơn bên ngoài còn rất đẹp. Anh chị mua về anh chị hợp đồng chạy du lịch rất là ok nha. Hộp đen hợp tác xã đầy đủ hết trên con xe này rồi. Mua về là việc sử dụng thôi. Xe này không có một xíu cứng đụng anh chị nha. Form dáng cái con Mercedes nè. Trước có mấy anh chị hỏi em mua mấy con Mercedes thì hôm nay em cập nhật thêm một con Mercedes nữa nè, để giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị nè. Cửa sau nè. Đây nè, nhà xe Uyên Thảo đây. Chạy rất là ok ạ. À. Con này người ta hợp đồng đi đám cưới anh chị ạ. Đám cưới du lịch nè. Coi nè, sau nè. Ốp toàn bộ giả đá hết rồi. Cái này là nhựa giả đá anh chị nha. Cái này là nhựa nè. Giả đá là nguyên cánh nè. Đã ốp hết rồi. 16 chỗ. Chiếc xe còn rất là đẹp. Rất là bền luôn. Đây nè. Hai bên nè. Ốp nè. Ốp toàn bộ trần bọc 5D hết nha. Trần nè. Đó chị thấy phong dáng cái trần không? Trần là bọc 5D, là ghế bọc 5D hết toàn bộ rồi. Đó, đây là cái ống dàn lạnh của nó nè. Ống dàn lạnh nó bọc 5D hết, dàn lạnh sau nè. Của nó bọc 5D hết rồi, trụ nè. Trụ nó bọc nè. Bọc giả đá hết toàn diện rồi chị không? Con này đẹp nha, keo chỉ cũng nguyên bản luôn nè, keo chỉ của phía cánh sau nè. Không có một xíu đồ cứng đụng luôn chị thấy không? Bốn cánh đẹp lắm. 16 chỗ, con này anh chị dựng ghế lên rất là ok luôn. Đó là phong dáng con xe đây, Trường Anh sẽ đi quay chi tiết cho anh chị xem nhé. Nè, trang bị nè. Mắt cam gie nè. Đầy đủ dân của xe luôn. Biểu tượng nè, của mệt nè. Cụm đèn nguyên bản nè, con này form dáng đời 2007 anh chị nha. Đời 2007. Cửa lùa nha. Cửa lùa nè. Rồi, Trường Anh đi vô, Trường Anh quay cho anh chị nha. Anh chị thấy không? Thấy nội thất không? Nội thất là ta bọc 5D hết rồi. Ghế nè, còn rất mới nè. Không có dấu hiệu là trầy trụ luôn nhá. Dàn lạnh nè. Nguyên bản cho xe hết. Ghế nè, bọc 5D nè. Đó. Lót sàn là bọc sàn gỗ nha anh chị nhá. Đây nè, cái con xe này người ta làm là rất đẹp anh chị ơi. Phong dáng của nó đây. Trần bọc 5D nè. Trang bị một cái màn hình rất là lớn nha anh chị nha. Màn hình Android định vị nè. Màn hình này cũng phải mười mấy inch đó. Đó, chị thấy cái màn hình không? Vô lăng nè. Vô lăng 4 chấu nha. Túi khí đầy đủ trên con xe này luôn. Mua về chỉ việc sử dụng thôi, con số nè. Con số nguyên bản con xe nè, tắp bi cửa nè. Chỉnh điện hết toàn diện nha anh chị nha. Kính bấm trước là chỉnh điện hết toàn diện rồi. Sàn người ta ốp giả gỗ hết nè anh chị đâu. Đó, lót sàn người ta ốp giả gỗ hết toàn diện con xe này luôn à. Mua về anh chị chạy thôi. Hộp cứu thương nè, đầy đủ trên con xe này luôn. Đó, phong dáng nè. Đó, anh chị thấy dàn lạnh không? Dàn lạnh của nó nè. Dàn lạnh chân nè. Dàn lạnh là ốp 5D hết toàn diện hai bên nữa nhé. Con xe này còn đẹp lắm. Rất đẹp luôn. Lót sàn. Chạy thảm nè chị không? Thấy chạy thảm không? Lót sàn nè. Đó. Lót sàn nè. Chạy thảm sàn gỗ hết rồi. Bọc rồi, cột kèo bọc hết rồi nè anh chị không? Đó, cột kèo con xe nè. Bọc hết nguyên bản nguyên con nè. Trần nè. Máy nổ rất êm anh chị nha. Con này là máy 311 anh chị nha.
Thì anh quay thứ tư trên chị coi nè, tấp bi nè, người ta dán giả gỗ hết nè, dán giả đá chứ, tấp bi nè chị coi, đó tấp bi người ta dán nè, người ta dán hết trên con xe rồi, cột kèo người ta dán nè, bọc 5D hết toàn diện trên con xe luôn, đó rất là đẹp anh chị thấy không? Con này 16 chỗ anh chị nha. Một con xe nói lên một cái phong cách của một người luôn. Họ biết trang trí, biết độ vô con xe như vậy là rất là đẹp. Chứ xe nguyên bản thì nó không được đẹp như vậy đâu đó anh chị thấy không? Cột kèo của nó bọc hết rồi, bọc giả đá hết toàn diện rồi. Lót sàn cũng bọc giả gỗ luôn, tấp bi nè. Cái cửa nè, đó giả gỗ hết toàn diện anh chị thấy không? Kết hợp hai màu với lót sàn ở dưới chân nè. Đó gỗ. Cái này là gỗ thật anh chị nha, đây nè. Cái này là gỗ thật luôn nhé. Rất mạnh mẽ ở trên con xe này luôn. Mua về chạy thôi. Đèn báo cửa nè, mọi thứ chức năng ok hết. Để chừng anh quay. Để chừng anh quay cho anh chị coi. Đây nè. Em đề cái máy lên em. Đề cái máy test cái màn hình luôn cho khách coi con xe này. Là ta bi cửa nè. Nguyên bản hết nha. Xe này hợp tác xã đầy đủ luôn rồi. Mua về anh chị sinh viên sử dụng thôi. Keo chỉ trong nách nè. Con này không có một xíu cứng đụng nha. Con này máy móc chừng anh bao cho anh chị luôn. Ốp da gỗ nè. Máy lạnh nè. Máy lạnh có rồi nè. Đây là mệt nè. Anh chị thấy đám cưới không? Người ta chạy dịch vụ á, chở cho thuê xe chở đi đám cưới rồi này kia. Nay người ta hết nhu cầu sử dụng rồi, người ta muốn bán. Là cái màn hình nè. Trang quay cái màn hình rất là lớn anh chị thấy không? Nhạc nhóm nghe rất là hay. Không dán con xe thôi. Đó, âm thanh đó. Máy lạnh nè. Máy lạnh có rồi, em đang mở máy lạnh luôn nha anh chị nha. Mọi thứ trên xe nè. Máy lạnh có nè. Theo chỉ đinh tán bấm nè. Nguyên bản ra xe hết nha. Phân chỉ được không mất phân nào anh chị ạ. Dở capo máy lên em. Đây là con số của nó đây. Chịu lực lái rất là ok luôn, rất là nhẹ nè. Chịu lực lái rất là nhẹ luôn. Đó. Mua về là chạy thôi, anh chị nào mà sử dụng dịch vụ thì cứ alo cho em. Con này đi được 514.155 km anh chị nha. Mọi thứ chế độ hoạt động trên đồng hồ không có xíu lỗi luôn. Báo tua máy nè. Mọi thứ cũng ok lắm. Đó chị không? 4.000 vòng trên phút luôn, rất máy rất ổn định luôn. Không có báo một xíu lỗi nha, đèn còi xi nhan đầy đủ hết nha. Đó, đèn nè. Có cả chế độ đèn nè anh chị nha. Để chừng anh quay cho. Trang bị màn hình rất là lớn. Đây nè anh chị. Đi xuống dưới đây nè. Đèn đó, đèn chân ghế nè. Ta mở hết rồi anh chị thôi. Đây là chừng anh quay phần đèn chân ghế cho chị coi đó. Con xe này ban đêm nhìn rất đẹp anh chị nha. Đó đèn ở dưới chân ghế đó. Đèn trần nữa nè. Mọi thứ ok lắm. Đây để chừng anh quay cho anh chị xem. Đó đèn trần đó. Ta đổ đèn led đó. Đầy đủ dinh con xe rồi anh chị thấy đèn không? Đó đèn gầm đó. Đèn gầm dưới con xe đây. Con này mua về sử dụng không phải là bất cứ khoản nào nữa đâu. Cho anh test luôn phần máy cho anh chị coi nhé. Máy 311 nhé. Đời 2007. Xe đẹp 80% luôn. Mở capo lên em. Đây nè. Phần gian 4 vỏ mới. 4 vỏ được 80%. Mua về là sử dụng thôi. Con này đăng kiểm tháng 2 năm 2020. Đây nè. Anh chị nhìn thấy cái chữ xe hợp đồng không? Xe hợp đồng rồi. Đó. Ta chạy người ta rất là dự kỹ luôn. Máy móc nè. Nổ bao êm nhé. Máy nè. Con này máy dầu anh chị nhé. Nè máy dầu nè. Anh chị thấy máy đang nổ máy. Em đang đóng máy lạnh luôn á. Xe này không có một xíu cứng đục nha. Đây nè. Nguyên bản nhau con xe nè. Không có một xíu cứng đục luôn. Capo trước đầy dằn trước nguyên bản của xe nè. Mẹt tem nguyên viên theo sản xuất nha. Mercedes nha. Máy 311 nè anh chị ạ. Đây là máy 311 nha. Tem nguyên viên nè. Máy móc đang hoạt động rồi. Nổ rất êm chị thấy không?
Xe này anh chị không mua, chị mua xe gì? Còn đẹp mãi với thời gian và năm tháng luôn. Đó, con dán cabo nè. Cabo trước. Trời nắng quá. Những đinh tán bóng còn nguyên riêng hết. Gầm bề là không có xíu một mọt nha. Chừng anh quay luôn cái phần gầm cho anh chị xem. Cái này, phần gầm này. Gầm của con xe nè. Anh chị thấy không? Không có một xíu một mọt luôn. Còn mới tinh là gầm á. Gầm xe đó. Đó, những cái sóng giật nguyên viên cái dàn sốt có đầy dàn nè. Anh chị thấy không? Đó, chị xem cho Trường Anh nhé. Có một mọt gì không nhé? Thức xe còn đẹp lắm. Máy móc khô ráo. Đó, một lần nữa anh chị nào mua alo trực tiếp với Trường Anh. Là phong dáng con xe đây. Em cảm ơn chị đã xem tin của em. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em. Đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến tay người tiêu dùng nhé. Xe này là về lĩnh vực về kinh doanh gia đình rất là ok anh chị nhé. Nhà anh chị mà đông người, đông anh em thì đi cái con xe đi du lịch rất là ok luôn. Nó là máy dầu, rất là dầu anh chị nhé. Máy mệt Renter, máy 311 nhé. Máy lớn luôn ạ. Một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại ạ.